Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Đã tiếp tục quay bếp ga bác đây. Trước mắt bác đây là một con bếp ga siêu VIP của dòng Zinai. Và là dòng bếp âm thì nó là dòng cao cấp nhất rồi. Con này thì full 4 đồng hồ cả, full 4 đồng hồ luôn. Đấy, con này thì hàng đấu giá, gọi là hàng cửa tiệm đấy. Hàng gần như là mới 100%, chỉ mất hộp rồi chưa chưa qua sử dụng, gọi là có qua rồi nhưng qua rất ít thôi. Chất bếp thì như mới luôn. Đấy. Con này thì nằm màu ghi. Đấy, rất là sạch, em quay vào tem trước đi. Con này nó đời rất là cao luôn. Con này là đời bắt đầu xuất xưởng nhá, từ xuất từ nhà máy xuất ra là tháng 3 năm 2020 bắt đầu xuất xưởng. Đấy, bán cho dân vài năm nó hết. Thì con này bọn em mua trong siêu thị ra. Đấy, tất cả là băng dính là chưa bị bóc luôn nhá. Tất cả băng dính ở trên dưới là em chưa bóc đâu. Đấy, nhưng băng dính này bọn em chưa bóc đâu. Đấy, còn nguyên ni lông nhá. Đấy, chưa có bóc đâu. Đấy. Tất cả là nguyên hết, chưa bóc gì cả. Đấy, chất bếp thì nói chung bếp nó là bếp mới mà. Nó gần như là mới hoàn hảo luôn. Em quay thì các thứ cho bác luôn. Đấy, lắp pin thì ở bên này. Đấy, lắp pin thì ở bên này. Đấy, rút ra rút vào cắm pin thì ở bên này. Đấy, xuống xong bác lắp vào đây. Đấy, nó giấu đi luôn. Đấy, em vào em test bếp luôn thì các bác nhé. Đấy, bếp thì là nó ký hiệu các cái vạch bếp này chạm vào lên. Đấy, bếp con này, ba bếp luôn. Bếp lướng này, bếp bên này này. Đấy, ba bếp luôn. Lửa xanh đét luôn. Đấy, bếp thì như mới luôn. Con này lắp âm thì nó sẽ chìm xuống dưới nhá. Đấy, lắp âm thì nó sẽ chìm xuống dưới. Em bật cả chế độ hẹn giờ các bác này. Đấy, hẹn giờ tính chức năng này. Đấy, full 4 đồng hồ luôn. Đấy. Bếp con trên kia cũng có hẹn giờ nhé. Bếp con kia cũng có hẹn giờ nhé. 4 bếp đều có chức năng hẹn giờ hết, độc lập hết. Bản cao nhất của bản Zinai mà. Con này thì cực kỳ đắt luôn. Con này mới thì nó là cực kỳ đắt luôn. Full hết các tính năng như chống trả, chống gió này, hẹn giờ nấu cơm này. Đấy, nấu cơm, nấu cháo này. Đấy, đầy đủ hết này, hẹn giờ độc lập này, rồi linh nấu này. Các cái chế độ lướng này, rồi chỉnh nhiệt độ này. Đấy, cũng hẹn giờ này, ghim 3 giây này, bên nửa to này. Nói chung con này nó không khác gì bếp mới cả, phun kiểng lốc hết. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn. Đấy, mua được những con siêu phẩm này thì rất là hiếm luôn. Đấy, bác nào mà lắp bếp âm thì lắp con này vào thì đúng bài luôn. Đấy, con này thì zin toàn tập rồi vì đây là hàng mới tinh mà. Đấy, là dùng thì dùng ga Việt Nam nhá. Ông nhiều bác bảo em nó dùng ga gì thì dùng ga Việt Nam nhá. Lắp pin cũng pin Việt Nam nhá, pin nghe đài đấy. Trước này em báo giá công khai luôn. Trước này em bán các bác giá là 6.500.000 đồng. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số này. Nhà em ship hàng toàn quốc nhá. 6.500.000 đồng này đã bao gồm chống thuật này. Đấy, tặng hai đôi pin này, phí ship này, tất tuốt tần tật rồi, chỉ có 6.500.000 đồng thôi. Còn tất cả các dòng bếp Dương phun chức năng này, dòng bếp trên 1 triệu này em còn rất là nhiều nhá. Đấy, bận cũng không có thời gian quay hết được. Đấy, thì bác nào lấy thì alo cho em nhá. Đấy, hoặc cần tư vấn cái dòng bếp ga thì bác alo em. Em chào các bác nhá, hẹn bác ở video kế tiếp. Chào các bác.